Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 6 giờ tối giờ Cali các bạn Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba tại Việt Nam rồi Và thực ra hôm nay Thuần hơi bị cảm một chút nhưng mà không sao Thuần đã chuẩn bị rất nhiều những thông tin đã bật Thuần muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta có những thông tin lớn đến từ à, những ngân hàng, đến từ SEC liên quan đến Bitcoin Spot ETF liên quan đến Hồng Kông và rất nhiều những thông tin thú vị khác tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu thì đầu tiên hết đó, chúng ta đã thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc hôm nay đã xanh nhẹ một chút các bạn không phải là xanh nhiều lắm chúng ta đã thấy được là có một cái sự hồi phục tuần vừa rồi sau khi mà chúng ta thấy phép uh, phát biểu đó thì chứng khoán Hoa Kỳ đã khởi sắc một chút chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq đã tăng 0.3% S&P 500 đó, thì hôm nay tăng nhẹ là 0.18% và Dow Jones đã tăng 0.10% pre market thì bây giờ đã cũng không thay đổi nhiều các bạn chúng ta có Nasdaq futures S&P futures và Dow futures thì xuống khoảng chừng là 0.1% mà thôi. Còn về hợp đồng dầu thì sao các bạn? Hợp đồng dầu đó thì cũng không thay đổi nhiều. Ở mức là 80 đô 38 cent cho một thùng dầu. Còn về vàng đó thì các bạn thấy được lại giảm một chút xíu nữa. Chúng ta đã thấy là vàng đã đạt được cái mức cao là hơn 2.000 đô rồi sau đó lại trả trở về các bạn bây giờ là dưới 2.000 đô ở mức là 1.982 đô cho một ounce vàng về crypto đó thì chúng ta thấy được là Bitcoin đó thì không thay đổi nhiều chúng ta vẫn xoay quanh cái mức là 35.000 đô nhưng mà các bạn đã thấy là thị trường altcoin đó thực sự sôi động trở lại nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát hai chỉ số on chain mà tôi cảm thấy là quan trọng trong thời gian này thứ nhất đó chính là phần trăm Bitcoin đang có lãi, thì với giá Bitcoin không thay đổi nhiều các bạn cũng có thể nghĩ là cái phần phần trăm này cũng không thay đổi nhiều so với cách đây một ngày. Các bạn thấy được là cái phần trăm bây giờ mức là 83 trăm Chúng ta vẫn chưa có đi vào cái dùng màu đỏ các bạn. Phải trên 95% thì cây đường màu cam này mới đi vào cái dù màu đỏ và lúc đó là lúc mà chúng ta có rất nhiều bitcoin đang có lời dựa theo tài liệu on chain và đó là lúc mà chúng ta nên có cái sự cẩn thận tại vì khi mà có nhiều người có lời đó càng ngày càng có nhiều người có lời thì khả năng chúc lời càng cao các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy một chỉ số khác nữa đó chính là nupl thì chúng ta có thể thấy được chỉ số này đã bây giờ vẫn tiếp tục nằm ở trong cái dùng là màu nâu các bạn dùng màu nâu này có nghĩa là cái dùng optimism như là lạc quan chúng ta vẫn chưa đi vào cái dùng màu xanh lá cây khi mà chúng ta thấy được là cái đường này đó nó càng tăng lên đi vào những cái dùng giống như là màu xanh lá cây hay là màu xanh dương đó thì lúc đó là những lúc mà chúng ta cực kỳ cẩn thận tại vì lúc đó là những lúc mà thị trường cực kỳ hân phấn các bạn bây giờ thì chúng ta vẫn chưa đến cái giai đoạn là màu xanh lá cây và nếu các bạn để ý đó màu xanh lá cây đó chính là cái giai đoạn mà chúng ta đã từng thấy giống như là hồi đầu năm 2021 hay là tháng 11 của năm 2021 các bạn những lúc mà sôi động rồi sau đó chúng ta thấy được giá đã có sự điều chỉnh xuống chúng ta thấy được là trước đó đó thì cây biểu đồ này đã đi vào cái vùng màu xanh dương à, giống như năm 2017 hay là năm 2013 nhưng mà chúng ta thấy là cái đợt năm 2021 đó thì chỉ đi tới cái vùng màu xanh lá cây mà thôi không đi vào vùng màu xanh dương thì chúng ta chỉ có thể nghĩ là khi mà cây đường này đi vào cái vùng màu xanh lá cây đó thì đó là lúc mà chúng ta nên có cái sự cẩn thận lúc nào cũng có thể là có một cái đợt điều chỉnh hết các bạn nhưng mà ý tôi muốn nói đây đó là khi các bạn nhìn vào những chỉ số này nó chỉ là một cái tài liệu để các bạn tham khảo mà thôi nó không thể nào mà đúng một trăm phần trăm được nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái chỉ số NUPL này đi vào dù màu xanh lá cây hay là chúng ta thấy được là cái phần trăm Bitcoin có lời on chain ngày càng tăng lên và nhất là chúng ta bắt đầu đi vào cái dùng 90% đó thì càng tăng chúng ta càng có khả năng là có một điều chỉnh hơn. Cái này nó cũng là một cái tài liệu cho chúng ta tham khảo mà thôi. À, và đối với bài nào mà đầu tư dài hạn thì nó cũng không phải là quan trọng lắm đâu. Những bài nào mà đầu tư dài hạn đó thì những lúc mà các bạn quan tâm đến sẽ là những lúc mà cái đường màu cam này đi vào cái dùng màu xanh lá cây bên dưới các bạn. Đó là lúc mà chúng ta thấy cái phần trăm Bitcoin có lời on chain dưới 50% và trong lịch sử cho thấy đó là những lúc mà tích lũy tốt và lần này cũng không ngoại lệ các bạn cái lúc mà đi vào dùng mà lá cây này đó các bạn đã nhớ lúc đó chúng ta cũng đã từng xem biểu đồ này lúc đó giá bitcoin là 15 16 ngàn mà thôi và nhìn lại đó thật sự là lúc tích lũy tốt đó là cách mà các bạn có thể đọc những biểu đồ này. Nhưng mà các bạn đã thấy là tuy Bitcoin không có thay đổi nhiều trong vòng 24 giờ qua vẫn giữ được là khoảng 35.000 đô. Nhưng mà altcoin thì vẫn tiếp tục có màu xanh xuất hiện các bạn. Chúng ta nhìn vào crypto bubble thì có rất nhiều màu xanh trên màn hình. Nói chung đó là các bạn có thể thấy thị trường thật sự đã lạc quan hơn, sôi động hơn. Tôi nghĩ là ai cũng có thể nhận ra được điều đó các bạn. Chúng ta có những đồng như là chúng ta nhìn thấy được là đồng BNB tăng 10% trong vòng một tuần qua. Chúng ta có XRP tăng 18 8% trong vòng một tuần qua thông cũng có thông tin nhưng mà tại XRP thì muốn chia sẻ với các bạn một lát nữa có những thông tin rất là lớn và lạc quan cho đồng XRP chúng ta có Solar này cũng tăng 14% trong vòng một tuần qua các bạn Cardano cũng có sự tăng trưởng hồi phục lại 18.9% và chúng ta thấy được là cái sự sôi động đó không chỉ là ở trong thị trường crypto này đâu chúng ta đã bắt đầu thấy những đài truyền hình họ đã bắt đầu hứng thú đối với Bitcoin một lần nữa các bạn và chúng ta đã thấy được là Michael Saylor đã được mời lên trên nhiều đài truyền hình và hôm nay đã lên trên đài truyền hình Fox Business và Michael Saylor đó bây giờ được tôn sùng như là một anh hùng các bạn tại vì từ lúc mà Michael Strategy đầu tư vào Bitcoin đó thì cổ phiếu của công ty Michael Strategy đã tăng trưởng còn nhiều hơn cả Bitcoin, nhiều hơn cả Google, Amazon, Oracle các bạn nói chung. Thì đối với lại những cổ đông đó, Michael Strachey đã đem lại rất nhiều lợi nhuận cho họ và nhất là bây giờ các bạn thấy được là không những cổ phiếu tăng mà Bitcoin cũng tăng luôn, có nghĩa là cái tài sản mà họ đang lưu trữ trong Bitcoin nó cũng tăng không kém. Và các bạn cũng nên nhớ là họ tăng gần như là 1 tỷ đô la rồi. Và đương nhiên Michael Strachey đó cũng đã có thể có nụ cười cuối cùng các bạn. Trong giờ bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu là cười Michael Saylor bây giờ đó thì ông là người nở nụ cười. Và đương nhiên có một cái câu hỏi liên quan đến là những gì có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của Bitcoin. Thì ngoài việc chúng ta cũng đã từng nói tới Bitcoin Spot ETF, những gì chúng ta đã nói tới ngày hôm qua, thì Michael Saylor hôm nay đã cũng đã nhấn mạnh là chúng ta sẽ chứng kiến một hiện tượng đó chính là Bitcoin Halving. Các bạn để thường chia sẻ cái phần này với các bạn, rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Uh, before I let you go, Bitcoin on a tear right now. Uh, what do you think, over the next year, what could be some of the drivers that take it higher? Look, uh, the supply and demand are in balance right now, but after the halving in April, uh, the supply gets cut in half. And after the set of spot ETFs come online, the demand's got at least double. So the only thing that's going to adjust there is the price in order to get the market to clear. And so I think you watch the spot ETFs and you watch for the halving, and the next 12 months are pretty auspicious for the asset class. Yeah, I I'm waiting. Uh, Michael, great stuff. And again, congratulations. Appreciate it. cái thông điệp Bitcoin đang được truyền tải và đang được thay đổi các bạn. Một điều mà các bạn có thể nhận ra được khi mà các bạn tham gia vào thị trường này đó hay là bất cứ thị trường tài chính nào cái câu chuyện, cái thông điệp cực kỳ quan trọng các bạn. Tại vì đó là cái mà sẽ cho người khác có lý do để mà thu mua Bitcoin, thu mua những tài sản khác. Và cái thông điệp bây giờ đó là chúng ta sẽ chứng kiến cái sự tăng trưởng của Bitcoin. Tại vì chúng ta đang sắp sửa có Bitcoin Spot ETF. Mà thường có một số thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn một lát nữa. Rồi chúng ta cũng có cái thông điệp liên quan tới Bitcoin Haven. Khi mà cái số lượng Bitcoin được đào ra bị cắt đi phần nữa đó thì trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy được là từ từ thấm vào trong thị trường. Và nếu như mà cái nguồn cầu cũng như vậy mà nguồn cung mỗi lốc mới bị giảm đi phần nữa nó sẽ dẫn đến giá cả tăng trưởng đó chính là cái thông điệp mà Michael Saylor truyền tải các bạn và Fox Business hay là CNBC là những đài mà nhiều nhà đầu tư truyền thống họ xem các bạn rất rõ ràng là từ từ thị trường này lại nóng lại rồi các bạn và có một cái bài reddit tôi muốn chia sẻ với các bạn cái bài này đó là cái bài post đầu năm nay mà Thuận hy vọng là bạn này vẫn ổn để thùng chia sẻ rồi tôi sẽ nói một số những cảm nghĩ của mình à, cái bài này đó thì bạn này nói là tôi đã bán hết bịch con của tôi chúng ta đang ở năm 2023 nhưng tôi vẫn không thấy lý do gì cho một đợt tăng giá mạnh không có gì đảm bảo là sẽ có một đợt tăng giá vào năm 2024 và nếu có tôi nghi ngờ là nó sẽ không đạt mức cao mới hoặc thậm chí không được bột nữa của mức cao trước đây. Tôi đã bán hết Bitcoin, có thể tôi sẽ mua lại mức 12.000 thậm chí là 8.000, mức giá này không còn xa nữa. Chúc các bạn may mắn. Rồi sau đó bạn này có một cái cập nhật ở trên Reddit. Các bạn cập nhật đầu tiên là đây là cách tôi trung bình giá DCA. Tôi sẽ tiết kiệm được nhiều tiền khi mà mua vào lúc mà giá xuống thấp. Và sau đó bạn này lại cập nhật thứ gì các bạn? Tại vì có nhiều cái comment tiêu cực bên dưới. Rồi bạn này cập nhật lần thứ hai là một số người trong phần bình luận dường như không đọc kỹ. Tôi đang nói là giá có thể giảm xuống và khả năng này là 99% và việc mua vào lúc đó sẽ khiến tôi có nhiều Bitcoin hơn là bây giờ. Thì khi các bạn đọc bài viết này đó không phải là chúng ta đọc rồi chúng ta cười bạn này tại vì các bạn thấy được từ đầu năm tới bây giờ đó khi mà bán hết rồi thì Bitcoin đã tăng một mười mấy phần trăm. Nhưng mà cái mà các bạn thấy đó là cái cảm giác tham lam và sợ hãi đó sẽ mãi mãi thống trị thị trường tài chính. Cái lý do tại sao mà các bạn Muốn bán để có thể mua lại giá thấp hơn. Cũng là cái lý do tại sao... Khi mà giá tăng đó... Nhiều người phô mô vào mua... Tại vì sợ giá tiếp tục tăng nữa... Và họ bị lỡ chuyến đò các bạn. Hai cảm giác này đó tuy là các bạn thấy hành động khác nhau nhưng mà nó cũng có phần tương tự đó chính là bị thống trị bởi tham lam và sợ hãi và một trong những cách mà các bạn thấy thường áp dụng đó chính là trung bình giá và đầu tư dài hạn là một cách có thể giúp các bạn quản lý được cảm xúc của mình các bạn sẽ mãi mãi không biết được là đỉnh ở đâu cho đến khi nào mà chúng ta thấy là đã qua đỉnh rồi chúng ta sẽ không biết khi nào đấy đâu khi mà chúng ta đã qua đấy rồi cho nên các bạn sẽ không biết được ngày mai ngày mốt giá cả sẽ ra sao thường chỉ có thể biết là xuân hạ thu đông các bạn đó là quy luật của bốn mùa và cũng giống như là trong thị trường crypto các bạn có tăng có giảm có những chu kỳ khác nhau những chu kỳ đó đều luôn liên tục xảy ra nếu như các bạn nhìn vào chứng khoán nhìn vào bất động sản nhìn vào vàng nhìn vào tất cả những mà đầu tư đó thì tất cả đều đi theo chu kỳ và chu kỳ cứ mãi lặp lại tại vì lòng tham và sợ hãi cứ mãi lặp lại các bạn và thường cũng chúc bạn này may mắn hy vọng là bạn này đã không chờ đợi cho đến bây giờ rồi mới ra quyết định là có thu mua lại bitcoin hay là không và cốt lõi cuối cùng cũng là lòng tin thôi các bạn những tài sản có giá trị phần lớn là đến từ lòng tin giống như là các bạn nói là tiền trong túi các bạn tại các bạn nghĩ nó có giá trị tại vì các bạn có lòng tin là khi các bạn sử dụng tiền này là được chính phủ phát hành được chấp nhận rộng rãi mọi nơi nhưng mà khi các bạn nghĩ lại đó chúng ta thấy bitcoin là 14 năm nhưng mà nếu như thường hỏi các bạn tiền trong túi các bạn đó là có lịch sử bao nhiêu năm thì tôi nghĩ là phần lớn tiền trên thế giới này đó các bạn sẽ nhận được là nó đâu đó chỉ vài chục năm mà thôi nếu như mà bitcoin tồn tại thêm 10 năm hay là 20 năm nữa thì cái thời gian tồn tại của bitcoin cũng không thua gì nhiều tiền hợp định trên thế giới đâu các bạn. Và có một số người nói là làm sao chúng ta có thể chắc chắn là Bitcoin sẽ không bị tiêu diệt và chỉ là một trò lừa đảo? Không ai có thể nói chắc điều gì, giống như là không ai có thể chắc chắn là sẽ không có thêm thiên thạch nào sẽ va chạm vào trái đất và tiêu diệt mọi thứ, nhưng mà thuần không sống mỗi ngày với suy nghĩ là ngày mai Trái đất sẽ bị hủy diệt các bạn. Tất cả cuối cùng cũng quy ra lòng tin mà thôi các bạn tin hay là không tin. Nếu như mà các bạn tin vào Bitcoin đó thì các bạn mãi mãi nghĩ là Bitcoin đáng lưu trữ, nếu các bạn không tin đó, thì các bạn mãi có thể tìm được những lý do tại sao Bitcoin sẽ bị tiêu diệt và sẽ bị sụp đổ. Đó là lòng tin thôi các bạn. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để nói tới một số những thông tin nổi bật và chúng ta sẽ bắt đầu nói về Ripple các bạn chúng ta có rất nhiều những thông tin lớn liên quan đến Ripple ngày hôm nay đầu tiên hết là chúng ta thấy được là có một cái thông tin liên quan tới Ripple đã bắt đầu với ngân hàng quốc gia của Georgia đây là một quốc gia ở Tây Á để phát triển đồng CBDC các bạn đây là tiền Ký được số quốc gia có tên là Digital Larry và chúng ta có thể thấy được là mục tiêu đó là để xem công nghệ blockchain có thể làm thế nào để giúp đất nước cho cho phát triển mạnh mẽ hơn. Ripple đã được chọn sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt vượt qua nhiều đối thủ và nhờ vào kỹ thuật và chuyên môn sâu rộng của mình nền tảng cbdc của Ripple dựa trên xrp ledger điều này đã không chỉ giúp cho cho kiểm soát tiền tệ kỹ được số quốc gia của mình một cách chặt chẽ mà còn mở ra cánh cửa mới cho việc mua sắm và giao dịch dễ dàng hơn và chúng ta có thể thấy một số thông tin thú vị đó chính là XRP Ledger là một cái mạng lưới blockchain mở các bạn open source chứ không phải là một mạng lưới blockchain tư nhân và chúng ta có thể nhìn thấy được là Ripple đó không chỉ là có hợp đồng với lại quốc gia trôi trời này mà họ cũng đã đang làm việc với nhiều quốc gia khác như là Houghton, Palau, Montenegro, Colombia và Hồng Kông và điều mà các bạn thấy đó là Ripple đang cung cấp một cái mạng lưới CBDC đương nhiên mạng lưới này đó sẽ được quản lý bởi những cái quốc gia này các bạn CBDC là tiền của số quốc gia thì sẽ được quản lý giống như là tiền pháp định hiện tại của quốc gia đó đương nhiên sẽ đi theo luật của quốc gia đó nhưng mà các bạn thấy là một trong những vấn đề lớn của cbdc đó đã, đã từng nêu ra đó chính là nếu như mọi quốc gia đi phát hành cbdc riêng của mình thì mỗi quốc gia đều nằm trên một blockchain thì làm sao các bạn có thể là di chuyển tiền xuống quốc gia được giống như tôi đã từng nói các bạn là một người ở hồng kông đi các bạn đang làm ăn với một công ty ở quốc gia châu trời thường vừa nói đến thì không lẽ khi các bạn gửi tiền cho họ đã sử dụng tiền kỹ thuật số quốc gia thì các bạn nói với lại người bên kia là bây giờ hãy tải cái ví này rồi sau đó kích hoạt lưu lại khóa cá nhân rồi KYC rồi sau đó anh sẽ nhận được tiền rồi tôi gửi đến nhưng mà người này khi mà nhận được thứ nhất là cực kỳ phiền phức thứ hai nữa nhận được thì làm sao có thể đổi đồng CBDC này ra tiền pháp định của họ tới cuối cùng là các bạn thấy là cần phải có một cái mạng lưới trung gian và Ripple đang hy vọng sẽ là cái mạng lưới đó. Đi mà thường không rõ đây đó là XRP sẽ có vai trò gì ở trong cái XRP Ledger XRPL này các bạn. Hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói tới thông tin mà thôi các bạn những tin tức lớn ngày hôm nay. Thường sẽ không có phân tích quá nhiều à, tại vì hôm nay cũng có rất nhiều những cái thông tin và chúng ta thấy được là ngày hôm nay đây cũng là ngày tuần lễ FinTech ở DC các bạn Washington DC đã bắt đầu từ ngày hôm nay và sẽ kéo dài tới ngày 9 tháng 11 các khách mời sẽ thảo luận về pháp lý trong năm 2023 nhưng mà điều thú vị đây các bạn thấy được là những khách mời bao gồm gì chúng ta có thứ nhất đó là Brad Garlinghouse đó chính là CEO của Ripple chúng ta có Michael Sonnenschein đây là CEO của Rayscale các bạn Rayscale Bitcoin Trust GBTC chúng ta kế tiếp đó là có thêm một người nữa bên dưới này đó chính là Mike Novarez của Galaxy Investment Partners và các bạn thấy được là một người nữa được mời đến đó chính là Gary Gensler nói chung đó thì những người này họ sẽ cùng nhau để mà bàn về pháp lý thì cũng không biết khi mà ngồi chung với nhau đó những người này sẽ nói gì các bạn các bạn thấy được là một mình Gary Gensler bây giờ là phải chống chọi với lại ba người trong thị trường crypto này mà ba người này là ba người đều có hiềm khích với lại Gary Gensler nhất là Brad Gallenhouse của Ripple và Michael Sonnenshine của scale. Chúng ta vẫn chưa biết thêm thông tin các bạn nhưng mà điều này cũng cực kỳ thú vị Và một điều nữa đó các bạn thấy là cái ngày mà kết thúc tuần lễ Fintech DC này chính là ngày 9 tháng 11 Và đó cũng là ngày mà thẩm phán Torres đã nói với lại cả hai bên Công ty Ripple và SEC là tới ngày 9 tháng 11 thì cả hai bên phải đưa ra một cái lịch trình để mà giải quyết cái vấn đề còn lại. Tại vì các bạn thấy được là cái vấn đề mà SEC cần phải giải quyết với lại Ripple đó chính là Ripple đã vi phạm luật khi mà bán XRP trực tiếp cho những nhà đầu tư phần còn lại nên thì không vi phạm luật XRP không phải là chứng khoán và XRP có thể bán trên những sàn giao dịch chỉ là khi mà không Ripple bán trực tiếp cho những nhà đầu tư những tổ chức đầu tư đó đó thì đương nhiên khi họ bán họ phải hứa hẹn và đó cấu thành một cái hợp đồng đầu tư thì hai bên bây giờ đó là sẽ phải thỏa thuận cho phần đó và khi mà chúng ta nhìn vào cái ngày đó ngày 9 tháng 11 thì không biết trong cuộc họp này đó Gary Gensler sẽ gặp riêng Brad House để mà nói chuyện hay là không hay là Michael Sonnenshine có gặp riêng Gary Gensler để mà nói về GBDC hay không các bạn nói chung đó thì các bạn thấy được là GBDC bây giờ vẫn chưa nghe thông tin gì hết và đáng lý là chúng ta nên nghe thông tin rồi tại vì cũng đã gần 2 tháng sau khi mà tòa án đã ra quyết định là SEC phải xem xét lại cái đề xuất Bitcoin Spot ETF của Rayscale bây giờ vẫn chưa có thông tin gì hết các bạn đã có 45 ngày để SEC kháng cáo SEC đã không kháng cáo thì bây giờ đã vẫn im lặng không nói gì hết thì không biết là Michael Sonnenschein có nói chuyện riêng với Gary Gensler hay là không trong cái tuần lễ fintech này khi nào mà có thông tin thì mình chia sẻ với các bạn chúng ta cũng chưa chấm dứt ở đây chúng ta còn một thông tin khác nữa liên quan tới Ripple các bạn thứ tiết hơn đó là DZ Bank đây là ngân hàng lớn thứ ba ở nước Đức họ ra ra mắt nền tảng lưu crypto được xây dựng trên blockchain và ngân hàng cũng hy vọng là có thể cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức cơ thể mua crypto chẳng hạn như Bitcoin trong tương lai càng ngày các bạn càng thấy được là những cái thông tin là ngân hàng ở Thái Lan, ngân hàng ở châu Âu, ngân hàng ở Đức thì họ đều bắt đầu càng ngày càng tiến vào thị trường crypto này. Đây là cái xu hướng rất là rõ ràng rồi. Và cái này liên quan đến crypto các bạn tại vì cái nền tảng mà họ sử dụng đó chính là cái nền tảng có tên là Metaco Harmonize. Đây là cái nền tảng hương nhớ đã được mua lại bởi công ty Ripple. Thì đây là cái nền tảng mà Digibank sẽ sử dụng. Công ty Ripple hiện đang rất là phát triển các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là đồng XRP đã tăng lên mức là 68 cent ngày hôm nay và đây là lần đầu tiên từ tháng 8 chúng ta có sự tăng trưởng của đồng XRP các bạn và Tới mức này đó thì trong vòng một tuần qua đồng XRP đã tăng so sánh với đồng Bitcoin là 23% trong vòng một tuần qua và những cái địa chỉ ví của những cá voi các bạn những người mà lưu trữ 100.000 cho đến 1 tỷ đồng XRP đó đang ở mức cao nhất của năm 2023. Thì đối với đồng XRP các bạn đã biết là Thuận đã bắt đầu tích lũy từ năm ngoái khi mà Thuận chia sẻ trên những mạng xòi so với các bạn. Thì bây giờ đó Thuận cũng lưu trữ một uh, phần XRP không phải là nhiều lắm thì không biết là các bạn lưu trữ đồng XRP vì lý do gì thì đối với thuần đó ngay bây giờ như nhà đầu tư đó thì đang chờ đợi thứ nhất đồng XRP này có cái sự tăng trưởng trong mùa tới hay không khi mà không còn bị giống như là hạn chế bởi cái vụ kiện với lại SEC. Các bạn thấy được là khi chúng ta bấm vào đồng XRP này đó, các bạn thấy được là cái lần cuối cùng đạt được cái đỉnh cao đó chính là gần 6 năm trước là 3 đồng 40 cent các bạn. Ngay bây giờ đó thì vẫn giảm 79.8% so với lại cái mức cao nhất đó chính là vào tháng 1 của năm 2018 và cái đợt tăng trưởng năm 2021 đó thì đồng XRP này đã không có thể lập được đỉnh mới và nhiều người cho đó chính là tại vì cái vụ kiện với lại SEC giống như là một cái đám mây đen cứ bao phủ xoay quanh đồng XRP này và nhiều người kỳ vọng là đợt này đó thì đồng XRP có thể tỏa sáng. Thứ nhiên nữa là nhiều người đang chờ đợi xem coi là hai bên SEC và Ripple sẽ thỏa thuận ra sao. Và khi mà thỏa thuận xong rồi đó thì nhiều người tin là bước kế tiếp công ty Ripple là sẽ bắt đầu bán chứng khoán trên sàn giao dịch của Hoa Kỳ các bạn. Và nếu như điều đó xảy ra đó thì công ty Ripple sẽ là công ty đầu tiên trong lịch sử crypto có một công ty có thể bán cổ phần ở trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ và có token là XRP và điều này là kỳ vọng của rất nhiều người đồng XRP sẽ có sự tăng trưởng. Các bạn cũng đã theo dõi cái portfolio của Thuần, các bạn đã biết đây là một phần nhỏ trong portfolio mà thôi. Thuần chỉ chia sẻ nhiều thông tin liên quan tới XRP tại vì hôm nay thực sự có nhiều thông tin liên quan tới XRP. Chứ các bạn cũng nên có cái sự cẩn thận tại vì tất cả gì mà Thuần chia sẻ chỉ là kỳ vọng mà thôi và Thuần lưu trữ XRP cũng vì những kỳ vọng này nhưng mà đó là một phần nhỏ trong danh mục đầu tư của thùng mà thôi chúng ta cũng có thông tin đến từ sentiment đó chính là chainlink các bạn chainlink hôm nay cũng đã có sự tăng trưởng và nếu chúng ta nhìn vào giá cả của chainlink thì để thùng refresh con get go các bạn thấy được là chainlink ngay bây giờ đó là mức là 12 đồng 92 cent các bạn hồi nãy đã lên tới 13 đô la và đây là cái mức cao kể từ hồi tháng tư của năm 2022 và cũng giống như là Ripple các bạn và nhiều other coin khác, nó, sự sôi động cũng đã trở lại. Chúng ta thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ hơn 1.000 đồng link, có nghĩa là khoảng 12.150 đô la đó hay là hơn. thì cái con số địa chỉ ví này đã đạt cái mức cao mỗi thời điểm các bạn là 27.152 địa chỉ ví. không biết là có rất nhiều bạn lưu trữ chainlink, bản thân thùng thì không có lưu trữ chainlink nhưng mà không biết là nhiều bạn cũng là big fan của chainlink cho nên thùng cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ thông tin này. Và điều chúng ta không thể phủ nhận đó chính là thị trường đó đang đóng lại, không chỉ riêng là Bitcoin các bạn mà Allcoin cũng đã từ từ nóng lại. Chúng ta cũng có một cái uh, tin tức cũng rất là thú vị đến từ SEC. Cho dù là chúng ta biết là Gary Gensler hầu như là lúc nào cũng nói ngoài trừ Bitcoin ra tất cả những crypto còn lại là chứng khoán và đi kiện khắp nơi nhưng mà văn phòng tổng thanh tra của SEC, à, có nghĩa là SEC Inspector General Office thì văn phòng tổng thanh tra của SEC lại nhận định là cái luật hiện hành có những khoảng trống trong việc giám sát liên quan đến tài sản điện tử không phải là chứng khoán và một số stablecoin điều này cực kỳ thú vị các bạn các bạn đã thấy được là tới cuối cùng nó càng ngày càng rõ ràng và rất nhiều người ở SEC không có đồng tình với đề giao Gensler bằng cách là xem tất cả là chứng khoán ngay cả văn phòng tổng thanh tra cũng nói hiện bây giờ đó luật liên quan đến chứng khoán không thể nào quản lý được những cái loại tài sản crypto mà không phải là chứng khoán có nghĩa là không phải đồng nào của nền chứng khoán các bạn và một số stablecoin cũng không có thể được quản lý bởi luật chứng khoán hiện tại và văn phòng tổng thanh tra scc đã kêu gọi một hệ thống lập pháp toàn diện và sự phối hợp giữa các cơ quan trong báo cáo mới nhất của họ có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là văn phòng tổng thanh tra nói là scc không thể là thâu tóm cái thị trường này mà quản lý cả thị trường này được cần có sự phối hợp giữa những cơ quan khác nhau có thể là một phần là được quản lý bởi SEC có rất nhiều những cái đồng họ là chứng khoán các bạn giống như là chúng ta nói tới là những cái token hóa chứng khoán hay là token hóa trái phiếu thì đương nhiên cái đó là một phần của chứng khoán thì có thể được quản lý bởi SEC nhưng mà có nhiều đồng đó thực sự là hàng hóa thì nên được quản lý bởi cơ quan quản lý hàng hóa CFTC ngay cả văn phòng tổng thanh tra của SEC cũng nói như vậy và bên cạnh đó đó một điều khác nữa là nỗ lực tuyển dụng nhân tài của SEC cũng gặp khó khăn do thị trường ứng viên khá hạn chế và sự cạnh tranh từ các công ty tư nhân đang tìm kiếm những chuyên gia crypto có nghĩa là SEC đó biết là thị trường này ngày càng lớn mạnh cho nên muốn tuyển dụng những nhân tài có thể phục vụ cho SEC mà biết về thị trường crypto này nhưng mà rất là khó khăn tại vì không có nhiều người biết về crypto hiện tại và khi mà kiếm được những cái nhân tài đó đó thì lại phải cạnh tranh với những công ty tư nhân những công ty tư nhân họ có thể trả lương cao hơn là SEC các bạn nhiều người họ làm việc cho chính phủ đó tại vì khi mà các bạn làm việc cho chính phủ rồi thì các bạn có cái kinh nghiệm đó khi các bạn bắt đầu Rời khỏi và làm việc cho những công ty tư nhân đó, Thì các bạn sẽ có được cái lương cao hơn Đó là điều mà chúng ta thấy rất nhiều các bạn Cho nên rất nhiều người đó Họ chấp nhận lương thấp Để mà làm cho những cơ quan như là CFTC hay là scc Để có thể là có cái đó Ở trên cái lý lịch của họ Rồi họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Khi mà họ làm việc trên công ty tư nhân Nhưng mà vấn đề ở đây đó là nhiều ứng cử viên Tiềm năng họ đang sở hữu crypto và họ không muốn bán dẫn đến việc là họ không đáp ứng được tiêu chuẩn làm việc tại SEC theo quy định của văn phòng tư vấn đạo đức. Tại vì có sự lo ngại về xung đột lợi ích thì cũng dễ hiểu thôi các bạn. Nếu như mà những cái nhân viên này họ sẽ hỗ trợ để mà quản lý thị trường crypto mà bản thân họ đang lưu trữ crypto thì có thể là có xung đột lợi ích. Có nghĩa là nếu như các bạn là đang lưu trữ Ethereum rồi bây giờ đó là các bạn nhận lệnh là các bạn phải à, theo dõi và điều tra Ethereum Foundation thì sẽ có cái sự thiên vị ở đó. Cho nên văn phòng tư vấn đạo đức đó, thì họ nói là muốn làm việc thì phải bán hết những cái token đó nhưng mà các bạn thấy được là nhiều ứng cử viên nói là họ thà là ho đồ crypto hơn là làm việc cho và bây giờ đó văn phòng tổng thanh tra nói là họ sẽ xem xét lại đề nghị là không cần phải bán crypto để có thể thu thêm nhân tài cho SEC các bạn điều này là cực kỳ thú vị Nói tới SEC đá, thì chúng ta sẽ nói tới Bitcoin Spot ETF nhưng mà lần này không phải là đến từ Hoa Kỳ các bạn mà là thông tin đến từ Hồng Kông. Chi tiết hơn nữa là Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai của Hồng Kông nghĩa là SFC, họ đang hướng tới việc là cho phép nhà đầu tư thông thường mua Crypto Spot ETF. Các bạn thấy là những nơi như là Hồng Kông đó thì không có sự tranh chấp giữa ai là đơn vị quản lý thị trường Crypto tại vì các bạn thấy được là Hồng Kông đó thì Cơ quan Quản lý Chứng khoán và hợp đồng tương lai là một nhưng mà ở Hoa Kỳ là hai cái bạn chúng ta có SEC và CFTC cho nên mới dẫn đến cái sự giành giật với nhau xem coi ai mới là người quản lý thị trường crypto này nhưng mà ở Hồng Kông đó, thì các bạn thấy được là vào tháng giêng cái cơ quan quản lý chứng khoán và hợp đồng tương lai của họ đã thắt chặt quy định bằng cách là hạn chế nhà đầu tư thông thường nghĩa là những người như là thùng của các bạn mua crypto spot ETF và giới hạn những cái sản phẩm này đã chỉ cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp với danh mục đầu tư ít nhất là 8 triệu đô la Hồng Kông nghĩa là một triệu đô la mỹ đó các bạn thì trên căn bản hồng kông vẫn đang từ từ các bạn họ đang thử nghiệm với thị trường này và họ nghĩ là ngoại trừ cho mua trực tiếp biến động như là bitcoin ethereum xrp thì ngoại trừ cho mua trực tiếp biến động đó đó tất cả những sản phẩm khác như là liên quan tới hợp đồng tương lai hay là liên quan tới uh, etf đó thì những sản phẩm đó có thể là có độ nguy hiểm cao hơn cho những nhà đầu tư thông thường cho nên họ nói là họ chỉ ưu tiên cho những người mà có tiền để đầu tư vào những sản phẩm đó mà thôi. Nhưng mà vào tháng 10 mới đây đó thì SFC họ đã cập nhật quy tắc của mình để cho phép một lượng lớn nhà đầu tư tham gia vào crypto spot etf đặt ra yêu cầu đó là họ phải vượt qua một bài kiểm tra kiến thức và đáp ứng yêu cầu về giá trị tài sản ứng định nhưng mà cho tới bây giờ đã vẫn chưa cho phép các nhà đầu tư thông thường tiếp cận có nghĩa là ở hồng kông đã có crypto spot etf rồi nhưng mà người thông thường chưa thể tiếp cận được và bây giờ đã cơ quan quản lý chứng khoán và hoạt động tương lai họ đang xem xét coi có nên cho phép nhà đầu tư thông thường tiếp cận hay là không đó là cái thông tin đến từ hồng kông các bạn và không chỉ riêng là hồng kông chúng ta nhìn thấy được là trên thế giới bây giờ đã có 8 quốc gia lớn đã có bitcoin spot etf chúng ta có canada các bạn chúng ta có nước đức Jersey, Brazil, Liechtenstein, Guernsey, Australia, nghĩa là nước Úc và Cayman Islands Thì uh, chúng ta thấy được là cái số lượng tiền nhiều nhất ở trong Bitcoin Spot ETF là ở Canada hiện tại thì có nhiều bạn sẽ nói là tại sao chúng ta vẫn chưa thấy giá phản ứng tốt khi mà chúng ta đã có cây quỹ ETF ở Canada à, từ năm ngoái rồi thật ra đó các bạn nên hiểu là cái mà quan trọng nhất đó chính là thị trường ở Hoa Kỳ tại vì nếu chúng ta tính cái phần trăm vốn hóa đó thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là lớn nhất trên thế giới các bạn chiếm tổng số là 42% của tất cả vốn hóa của chứng khoán trên thế giới là thị trường lớn nhất và chúng ta có thể nhìn bên dưới này là chỉ tính riêng hai sàn là sàn chứng khoán New York NYSE Đi. và Nasdaq các bạn thấy được là đã tính tới cái mức là 38, 39 nghìn tỷ rồi, trong khi chúng ta thấy được là kế đó là ở thượng hải chỉ có 6, 7 nghìn tỷ mà thôi và đây là một cái hình để các bạn dễ hình dung hơn cái hình này đã, đã có từ năm 2018 nhưng mà cái phần trăm đâu đó nó cũng tương tự các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là trong quả bóng này đó, thì Hoa Kỳ chiếm phần trăm lớn nhất là khoảng 42% như là chúng ta vừa nói tới và kế đó chúng ta thấy được là lớn thứ nhì chính là Trung Quốc các bạn thị trường chứng khoán Trung Quốc là 921% dựa theo cái thông tin này và kế đó là chúng ta có Hồng Kông là 5.56% thì hai cái này cộng lại cũng là khoảng chừng 14 15% nhưng mà chúng ta thấy được là vẫn cách rất xa so với thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ cho nên quan trọng nhất là khi nào chúng ta mới có Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ để thương cho các bạn một cái thông tin nữa chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một cái biểu đồ như bạn đã nhìn thấy trước đây. Đây là cái biểu đồ của vàng các bạn mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Vàng đã có cái sự tăng trưởng bắt đầu từ năm 2005, tăng trưởng rất là nhanh. Lúc đó giá vàng đâu đó khoảng 400 đô thôi các bạn. Nhưng mà sau khi mà có Bitcoin Spot ETF đầu tiên được thông qua tại Hoa Kỳ đó chính là Spider Gold Shares thì sau đó các bạn thấy được là giá vàng đã tăng vào năm 2005. À, khi mà chúng ta có cái ETF đầu tiên liên quan tới vàng được thông qua vào tháng 11 của năm 2004 Và thật ra đó chúng ta cũng giống như là Bitcoin Spot ETF Vàng ETF đã được thông qua vào tháng 3 năm 2003 Đó chính là được thông qua trên sàn chứng khoán ở Úc các bạn Nhưng mà chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán Úc đó không có lớn Dẫn đến là chúng ta thấy không có cái sự thay đổi gì lớn liên quan đến giá của vàng Nhưng mà sau khi mà có ETF ở Hoa Kỳ đó thì giá vàng tăng trưởng lên Đó là cái sự kỳ vọng của rất nhiều người hiện bây giờ khi mà có một cái quỹ Bitcoin Spot ETF được thông qua Hoa Kỳ đây nhiều người cũng có kỳ vọng là chúng ta sẽ thấy cái sự tăng trưởng nhanh cũng giống như là vàng các bạn đương nhiên không phải là một số một chiều giá vàng đó các bạn thấy là sau đó có sự tăng trưởng trước khi mà có thông tin được thông qua nhưng mà sau đó cũng đi hàng ngang một thời gian rồi chúng ta mới có sự tăng trưởng Bitcoin Spot ETF cũng sẽ như vậy mới đầu có thể là có một cái phản ứng nhanh ban đầu và thật ra phản ứng đó nó ngày lại càng ít đi tại vì chúng ta đã thấy là những cái tin tức giống như là chúng ta thấy là tin tức giả đến từ Draft là tin tức đến từ BlackRock về DTCC chúng ta thấy những cái thông tin đó, đó không phải là thông tin Bitcoin Smart ETF được thông qua nhưng mà nhiều người cho đó là thông tin ETF được thông qua cho nên giá cả cũng đã có sự phản ứng rồi có nghĩa là gì các bạn những cái phản ứng giá tăng đó cũng đã ăn vào cái phần mà có thể tăng trưởng khi mà có thông tin thật sự cho nên tôi nghĩ là ban đầu đương nhiên sẽ có cái sản phẩm tốt nhưng mà sau đó có thể là có một cái đợt điều chỉnh hay đi ngang rồi chúng ta mới bắt đầu thấy tiền đi vào thị trường này cho nên tới cuối cùng đã cốt lỗi chúng ta phải có tiền bắt đầu đổ vào những quỹ này rồi những quỹ này mới thu mua bitcoin các bạn lúc đó chúng ta mới thấy cái nhu cầu tăng lên thì giá mới có sự phản ứng cái này cần thời gian nhưng mà lâu dài đó các bạn đang thấy được là vàng ETF đã có cái sự đóng góp rất lớn đối với lại giá vàng tăng trưởng. Các bạn thấy trước đó đó trong vòng bao nhiêu năm giá vàng không có tăng trưởng nhiều sau khi có ETF giá vàng đã tăng trưởng. Và chúng ta có thể nhìn thấy được đây là những cái quỹ ETF lớn liên quan đến vàng. Thì chúng ta thấy được là cái quỹ lớn nhất bây giờ đó vẫn là cái quỹ Spider Gold Shares. À, hiện bây giờ đã quản lý là khoảng 55 tỷ đô la. Trong khi chúng ta thấy được là cái lớn thứ nhì đó là iShare quản lý là 25,6 tỷ đô la và iShare là công ty gì các bạn? iShare đó chính là công ty ETF của BlackRock. Thì chúng ta có thể thấy được là BlackRock đó phát hành rất là nhiều những cái quỹ liên quan tới vàng và họ cũng sẽ làm tương tự liên quan đến Bitcoin các bạn. Họ sẽ có những chiến lược khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy được là iShare đây thì họ có là go Trust rồi chúng ta có là go Trust Micro ETF nhưng mà có nhiều những cái quỹ khác liên quan tới iShares bên dưới này giống như là iShares Go Strategy. Nhưng mà cái quỹ lớn nhất của họ vẫn là cái quỹ iShares Go Trust, IAU này. Và cái quỹ này đó các bạn thấy được là họ có thể thu vào khoảng chừng là 0.25% lợi nhuận dựa trên cái số tiền mà họ quản lý. Mà trong khi chúng ta thấy được lại cái số tiền họ quản lý đó là chỉ tính riêng quỹ này thôi đã là 25 tỷ đô la. Thì các bạn thấy là mỗi năm họ có thể lấy 0.25% tiền quản lý thì khi mà quỹ này càng ngày càng lớn lên thì các bạn có thể hiểu được là họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và lợi nhuận này ra luôn có và luôn có các bạn tại vì khi mà người ta đầu tư vào vàng thì rất nhiều người họ đầu tư vào vàng không phải là họ hy vọng vàng sẽ có sự tăng trưởng nhanh chóng mà họ đầu tư vào vàng như là một cách đa dạng hóa và BlackRock cũng như phải đeo đi và nhiều công ty khác đó họ cũng đang có tư tưởng tương tự họ tin là sẽ có nhiều người đổ tiền vào Bitcoin giống như là một cách để mà đa dạng hóa cho nên họ mới gấp rút muốn có Bitcoin Spot ETF các bạn và chúng ta thấy được trở thành quỹ đầu tiên cực kỳ quan trọng tại vì quỹ đầu tiên đã chiếm phần lớn vốn hóa rồi 55 tỷ trong khi mà BlackRock đến thứ nhì chỉ có 25,6 tỷ mà thôi BlackRock sẽ không muốn lịch sự đại diện mà trở thành công ty thứ nhì được thông qua đâu các bạn tôi nghĩ là họ đang rất là gấp rút và muốn trở thành công ty đầu tiên được thông qua và tất cả đều liên quan tới lợi nhuận cho nên BlackRock sẽ không bỏ cuộc đâu các bạn không phải là họ muốn có Bitcoin Spot ETF tại vì họ nghĩ là những nhà đầu tư nên có thể tiếp cận được Bitcoin vì một cái tư tưởng cao cả gì đó, họ muốn có Bitcoin Spot ETF cuối cùng là lợi nhuận thôi các bạn và cũng vì lý do đó đó chúng ta có lòng tin là họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào mà họ có Bitcoin Spot ETF được thông qua tại vì cái họ thấy đó chính là lợi nhuận, SEC không cho thông qua có nghĩa là cản đường họ làm giàu các bạn thì họ sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu. Và đối với lại Arkinvest Invest Cathy Wood thì ngay bây giờ nếu như mà hỏi là nên ho đồ vàng hay là Bitcoin thì Cathy Wood nói không cần phải suy nghĩ. Đương nhiên bây giờ chỉ muốn ho đồ Bitcoin mà thôi. Tại vì vàng đã có khoảnh khắc tăng trưởng rồi. Giống như chúng ta thấy được là vàng đã có vàng ETF và đó là khoảnh khắc tăng trưởng của vàng. Khoảnh khắc tăng trưởng của Bitcoin khi mà tiền từ phố qua đổ vào đó thì vẫn trước mặt chúng ta. Đó là cái sự tin tưởng của Cathy Wood. Và ngoại trừ những thông tin này ra thì các bạn thấy được là thị trường tài chính chủ yếu tuần này là chờ đợi rất là nhiều những cái lời phát biểu đến từ nhiều quan chức của Fed trong đó có chủ tịch John Powell. Không biết họ sẽ nói gì các bạn nhưng mà tất cả đều xoay quanh lãi suất để xem coi là họ có chia sẻ thêm à, những cái thông tin gì bật mí những cái suy nghĩ của họ về cuộc họp tháng 12 hay là không. Và đối với nhiều người trong đó có thuận nên nếu như mà họ không tăng trong cuộc họp tháng 12 này thì coi như là họ sẽ không tiếp tục tăng nữa các bạn tại vì trước đây họ chỉ nói tới tăng trưởng lãi suất trong cái khuôn khổ là từ đây đến cuối năm mà thôi và cuộc họp tháng 12 sẽ là cuộc họp cuối cùng cho nên đó là cuộc họp rất là quan trọng và thuận sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn thông tin nhanh nhất có thể và chúng ta phải đợi tới là giữa tháng 12 mới có thông tin này Chúng ta cũng có một số những thông tin khác thì muốn chia sẻ với các bạn. Thì sau khi mà chúng ta đã nghe nói tới là Sam mình Free đã coi như đã bị có tội rồi các bạn, bảy tội hình sự. Thì bây giờ đó nhiều người đang suy nghĩ là có công ty nào kế tiếp hay là ai kế tiếp sẽ bị kiện bởi Bộ Tư pháp các bạn về tội hình sự Có nhiều người nói là có thể là Binance hay CZ Tới bây giờ đã vẫn không có một thông tin nào uy tín hay là chắc chắn Nói là Binance hay là CZ đang bị điều tra bởi Bộ Tư pháp Nhưng mà ngược lại đó thì có một công ty khác Ít ra đó thì các bạn thấy được VV Boya Đây là cái tác giả của quyển sách The Bullish Case for Bitcoin các bạn Một quyển sách cũng rất là nổi tiếng Thì tác giả này đó nói là người kế tiếp ông tin đó chính là dcg ceo barry sherbert và công ty dcg các bạn à, chứ không phải là binance tại vì sao thì à, cái cách mà ông phân tích đó là công ty dcg là công ty rất là lớn các bạn đã biết là họ là chủ của những công ty như là coindesk Foundry là công ty đào Bitcoin, công ty Genesis, công ty mà đã khai bị phá sản, công ty mà cung cấp dịch vụ gửi lấy lại từ sàn Gemini. À, chúng ta có Rayscale các bạn, Rayscale là công ty mà có Rayscale Bitcoin Trust và Luno. Thì công ty DCG này đã còn nhiều những dự án khác mà họ đầu tư nữa nhưng mà đây là những cái công ty lớn. Thì trong đây đây chúng ta thấy được là công ty Genesis là công ty mà có rất nhiều drama. Tại vì công ty Genesis này là công ty mà trước đây đó họ cho những công ty khác vay trong thị trường crypto này và họ cũng lấy tiền khách hàng các bạn tại vì họ đương nhiên không cung cấp trực tiếp à, cho những người như thường các bạn để tiền vào để lấy lại nhưng mà thông qua sàn gemini các bạn gửi tiền vào lấy lại thì lãi đó đến từ công ty genesis và sau khi mà lấy tiền từ khách hàng ra thì họ cho vay để mà kiếm lợi nhuận để họ chia cho những khách hàng của mình thì họ cho những công ty như là chúng ta nói tới tv capital Và chúng ta nói tới ftx và nhiều những công ty tương tự à, vay các bạn dẫn đến là các bạn thấy được là sự sụp đổ của luna sự sụp đổ của tv khiến cho công ty này đã có lỗ hỏng tài chính rất là lớn và thêm vào đó ngay cái công ty mẹ đó chính là công ty DCG này Digital Currency Group cũng vay mượn tiền đến từ Genesis và dựa theo vì vay đó cái số tiền mà công ty mẹ DCG vay từ công ty Genesis là 18.697 Bitcoin các bạn con số không hề nhỏ và công ty Genesis này đó là công ty con của DCG nhưng mà mới đầu đó họ đứng ra đảm bảo sau những cái sự việc như là liên quan tới Toyota Capital Luna công ty mẹ đứng ra đảm bảo cho công ty con nói là họ sẽ lắp lỗ hổng đó nhưng mà tất cả đó chỉ là hứa lèo mà thôi họ hoàn toàn không quyết định lắp lại lỗ hổng đó và lúc đó họ cũng không muốn công ty Genesis sụp đổ tại vì sao tại vì nếu như công ty Genesis sụp đổ đó thì lúc đó họ phải trả lại cái số 18.697 bitcoin này đã cho công ty Genesis mượn và họ không muốn làm như vậy Họ muốn cho chuyện này trôi qua Có nghĩa là lường gạt những nhà đầu tư Và những chú nợ Sau đó họ mới là cho công ty Genesis này phá sản Và họ cho phá sản một cách không liên quan đến công ty mẹ trước đây đã, chúng ta đã nói là cuối năm ngoái nhiều người cho là cái công ty sụp đổ kế tiếp sau ftx sẽ là công ty dcg tôi đã chia sẻ với các bạn là trên căn bản đó, thì khả năng này không có cao đâu tại vì cái vấn đề của công ty dcg khác với những công ty còn lại những công ty còn lại đó là tại vì họ đã dùng tiền khách hàng làm chuyện khác rồi có lâu hỏng công ty chanases đúng là dùng từ khách hàng để mà cho vay rồi có lỗ hỏng nhưng mà công ty dcg lại có tiền và công ty Rescale cũng có thu nhập coindesk là một công ty mà cũng bán có giá cho nên công ty dcg này không phải là họ không có tiền để lắp lại mà họ không muốn lắp lại lỗ hỏng đó và đó là cái sự lương gạt đối với nhà đầu tư và nhiều những cái chủ nợ bây giờ đang chờ đợi để được lấy lại tiền đến từ công ty Gemini sau khi mà Genesis Sky bảo vệ phá sản thì tất cả những cái đó là tại vì công ty DCG đã lừa dối những nhà đầu tư cho nên VJ nói là người kế tiếp sẽ bị khởi tố đó chính là Bersheberg. Các bạn nghĩ công ty kế tiếp sẽ bị khởi tố hay là có công ty nào đi qua crypto sẽ bị khởi tố bởi bộ tư pháp nữa hay là không? Các bạn có thể comment cảm nghĩ của mình ở bên dưới. Và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ sàn Bitfinex. Thật ra đó đây là một cái dịu gọi là hack nhưng mà cũng không có bất cứ một tài khoản nào bị mất tiền các bạn. Bitfinex gần đây đã đối mặt với lại một cuộc tấn công phishing nhỏ vào đầu tháng 11 nhưng mà rất may là không có thiệt hại về tài sản chi tiết hơn là cuộc tấn công đã xảy ra sau khi mà tài khoản của một nhân viên hỗ trợ khách hàng bị xâm phạm kẻ tấn công đã có thể truy cập vào một phần của hồ sơ hỗ trợ khách hàng chứa thông tin cũ và không còn giá trị tuy nhiên không có tài sản nào của người dùng bị mất đa số các tài khoản bị ảnh hưởng đều đã không còn hoạt động hoặc là không có tiền trong đó sàn giao dịch cũng đã thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật và đang hợp tác với những cơ quan điều tra để xác định danh tính của người mà đã tấn công cái này là một cái may mắn tại bạn tại vì không có ai bị mất tiền nhưng mà phishing đó là một trong những cách mà chúng ta thấy là những hacker họ ăn cắp tài liệu của những sàn hay là những cái dịch vụ crypto rồi sau đó họ có email, họ có thông tin các bạn họ sẽ tạo ra một cái email nó sẽ đánh vào tâm lý các bạn các bạn muốn bấm vào, giống như email các bạn nhận được liên quan tới Minimax nói là Minimax các bạn đó. bây giờ à, cần phải cập nhật, nếu như không các bạn sẽ mất tiền thì các bạn trong khoảng khách đó không suy nghĩ kỹ bấm vào rồi các bạn phải đưa cho họ những cái 12 ký tự dẫn đến họ lấy tiền các bạn thì đây là những cái tấn công mà họ nhắm vào tâm lý của các bạn trong khoảnh khắc mà không suy nghĩ kỹ, tại vì họ có tài liệu tư nhân họ tạo những cái thông tin mà nó rất là giống thật cho nên các bạn cũng nên cẩn thận giống như là gần đây đây chúng ta có một loạt những email đến nó giống như là email từ sàn FTX nói là các bạn có thể login để mà lấy tiền nhưng mà thật ra các bạn thấy được là đó là những email giả mà thôi và thường nhớ là BlockFi cũng tương tự họ biết là rất nhiều người đang chờ đợi lấy tiền từ BlockFi cho nên khi mà họ ăn cắp được tài liệu đó họ sẽ tạo một cái thông tin là các bạn có thể lấy được tiền bằng cách là bấm vào và cung cấp tài liệu cho họ. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta sẽ có một phiên bản mới của chat GPT các bạn. Phiên bản mạnh nhất bây giờ đó là GPT-4 cái mà thường đang sử dụng hiện tại nhưng mà họ sẽ ra mắt một cái phiên bản mạnh hơn gọi là GPT-4 Turbo. Đương nhiên các bạn thấy được là ngày hôm qua đó thì Twitter hay là X vừa mới đưa ra cái phiên bản AI của họ là Croc thì các bạn thấy là hôm nay đó thì OpenAI cũng nói là họ cũng sẽ nâng cấp phiên bản của họ và phiên bản này đó GPT-4 Turbo sẽ có thể nạp được tới 300 trang vào để mà họ phân tích có nghĩa là các bạn có thể nạp vào một cái file PDF mà có 300 trang các bạn nguyên quyển sách luôn để cho GPT-4 có thể là tóm tắt quyển sách lợi dụng cho các bạn và thêm vào đó đó thì không phải là đối với người dùng như là thùng mà các bạn nhưng mà đối với những người mà họ sử dụng GPT-4 để làm việc đó thì những cái chi phí sẽ giảm xuống dựa theo thông tin thì sẽ giảm xuống gấp đôi các bạn à, nói chung thì cũng đang muốn cạnh tranh với lại công ty trader và nhiều những cái công ty phát hành AI khác. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Alineax và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn